Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác 8 em chim khủng bội lỡ. 8 em này thì có 1 em chim mãi và 7 em chim trọng các bác ạ. Chim mãi thì gió rất là tốt luôn. Còn chim trọng hôm nay thì cũng đã hót mũ cực kỳ mạnh luôn rồi nhé. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá trực tiếp cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Bác nào mà ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Bây giờ thì em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng mún mãi mang mã số 3873. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì đã gió kích trọng rất chí là mạnh cho tất cả các bác nhà mình rồi nhé. Lúc mà kè chim trọng vào á thì thái độ nó lên đuôi lên đít rất chí là dâm luôn. Chim thì đang vào mùa thay lông nên lông lá của con này sẽ chứa được thật đẹp nhé. Các bác bắt về chăm thêm cái lông giúp em Tài nhé. Được cái con này thì kích trọng rất chí là tốt luôn rồi đấy. Kè trọng vào á thì thái độ của con này lên đuôi lên đít rất tí là dấm luôn nhé. Bác nào bắt con này về kích trọng hay là về thả vi ghép sinh sản thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 500.000 nhé. 500.000 cho em khủng mún mãi mang mã số 3873. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 3874. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng vài chục ngày các bác ạ. Và con này thì ngày xưa thờ nhốt lồng sắt nên ở trên cái mũi có bị chày nhé. Các bác bắt về thì phải nuôi tầm khoảng vài tháng thì lúc đó nó mới lành lại và ra lông đầy đủ cho tất cả các bác được hết đấy. Một chú chim cái tượng tạ rất to đẹp luôn. Con này bồ to đẹp, tượng tạ cao cầu dài đòn, rất chí là trường chim luôn nhé. Chim thì bị chày trên cái mũi như vậy nhưng mà các bác về nuôi một thời gian thì chắc chắn 100% là em nó sẽ ra lông lại đầy đủ nguyên vẹn cho tất cả các bác nhé. Chỉ cần mình bỏ ra một thời gian thì mình sẽ được một chú chim rất chí là to đẹp, rất chí là tổ chất luôn đấy các bác ạ. Chim thì em Tay thật đã thấy nó ra mỏ hót rất chí là tốt luôn rồi. Lúc mà trùm cái áo lại á, nó hót rất chí là mạnh luôn rồi đấy các bác ạ. Và các bác bắt con này về chơi á, một thời gian thì nó căng lên đủ lửa, nó còn mũa cho các bác nữa. Tại vì em Tài nhìn qua cái áo á, thì thấy nó mũa đuôi rất chí là mạnh luôn đấy các bác ạ. Một chú chim bồ to đẹp, tượng tạ cũng rất chí là đẹp luôn. Bác nào bắt con này về chơi, về chăm lông chăm lửa thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì bồ to và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1.300.000 để cho tất cả các bác về chăm nhé. Con này thì cực kỳ ngon lành luôn, chăm một thời gian thì rất chí là ngon lành luôn. Tại vì là mình chơi chim là chơi lâu dài các bác ạ, chứ đâu phải là mình chơi ngày một ngày hai đâu. Cho nên cái vết trầy như vậy thì khoảng vài tháng là nó sẽ ra lông lành lại hết, không có nhầm nhò gì đâu nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con như vậy thì lâu lâu mới có một con thôi, cho nên bạn nào nhanh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Tiếp theo là một em khủng OL mang mã số 3875. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi đấy. Và chim thì đã hót mũ rất tốt cho tất cả các bác nhà mình luôn rồi nhé. Bác nào mà ứng dòng khủng OL thì có thể tham khảo con này nhé. Tại vì con này thì đã hót chơi rất tốt luôn rồi. Lúc mà hót thì em Tài đã thấy nó mũ rất mạnh luôn rồi nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông nên cái lông lá của con này cũng sẽ chưa được thật hoàn thiện đâu các bác ạ. Nó còn thiếu vài còng lông đuôi nữa là ok hết rồi nhé. Bên mẹp thì có bị chây một chút ít rất là nhẹ thôi, nhìn kỹ mới thấy nhé.
Bác nào mà ứng dòng ô lơ thì có thể tham khảo con này. Con này thì đã chơi rất chí là tốt, em Tài đã nuôi được một thời gian cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất chí là dễ chăm thôi. Chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh mấy ngày là nó quen nhà quen cửa, nó sẽ nổ liền cho tất cả các bác đấy. Một chú chim đã hót mổ rất chí là mạnh luôn rồi. Chim thì bồ khá, tượng tá cao, cầu dài, đòn trường chim và không có tật lỗi gì đâu. Các bác nhìn thật kỹ thì thấy có một cái mỏng hầu phía sau đấy, là nó là màu trắng nhé, các bác thấy không ạ? Đó, con này thì rất là tổ chất luôn. Cái dòng ô lơ này thì các bác biết rồi, dòng ô lơ này thì thông thường nó rất là giữ chim luôn, nó chơi hay nhất trong các dòng chim khủng đấy các bác ạ. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1,3 triệu thôi, để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Bác nào nhanh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Tiếp theo là một em khựu bạc mã mang mã số 3876. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi các bác ạ. Và chim thì đã hót mổ chơi rất chính là mạnh cho tất cả các bác như mình luôn rồi nhé. Chỉ cần mình về mình treo lên chỗ yên tĩnh một vài hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ hót, sẽ nổ liền cho tất cả các bác nhé. Một chú chim lúc mà căng lên đủ lửa thì sẽ có chơi hót mổ rất chính là tốt cho tất cả các bác luôn đấy. Con này có hai tách mã trắng to phong, quả yểm đen đầm, đầu mặt nhìn dữ chim cực kỳ nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông nên lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện đâu các bác ạ. Nó còn thiếu một vài cọng lông nữa thôi. Con này thì rất chính là thích hợp để cho tất cả các bác nhà mình về gọt đấy. Tại vì con này thì lúc mà hót lên á, là em Tài thấy nó đã mũa rất chính là tốt rồi nhé. Cứ hót là em Tài sẽ thấy nó mũa đấy. Chim thì bồ khá và không có tật lưỡi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1,7 triệu nhé. 1,7 triệu cho em khựu bạc mã mang mã số 3876. Bác nào mà bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này thì sẽ hót mùa rất chính là mạnh cho tất cả các bác nhà mình luôn đấy. Tiếp theo là một em khựu bạc mã mang mã số 3877. Con này thì có màu lông húng đỏ lai da bò các bác ạ. Chim thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rồi đấy. Và con này thì em Tài đã thấy nó hót mũ rất là tốt luôn rồi. Lúc mà hót ấy, thì cái bàn đuôi là sẽ có xòe lá vả và sẽ mũ rất là cao cho tất cả các bác luôn đấy. Các bác bắt con này về chơi thì sẽ không có chế được đâu nhé. Tại vì một chú chim đã hót mũ rất là mạnh luôn rồi các bác thấy không ạ. Con này mà căng lên đủ lửa thì sẽ hót mũ cực kỳ tốt cho tất cả các bác nhà mình nhé. Với lại cái dòng khựu bạc mã có màu lông mà hơi lai lai da bò như vậy á, thì lúc mà mình phơi rửa nắng á, thì nhìn cái lông nó sẽ bóng lên, nhìn rất chí là đẹp luôn nhá. Bác nào hôm bữa mà dàn cái con khủ lai da bò á, thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tại vì nhiều lúc nhiều bác dàn em Tài không có nhớ hết được ấy. Bữa có 3-4 bác gì đấy mà em Tài không có nhớ được. Bác nào mà xem được cái video này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Hoặc là bác nào mà ứng con này thì có thể liên hệ trực tiếp giúp em Tài nhé. Con này thì tượng tả cao cầu trường chim dài đòn, có bản đuôi xếp xòe, nhìn rất chí là đẹp nhé. Với lại cái màu lông thì hơi húng đỏ lai da bò nữa. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1,8 triệu thôi, để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Chim thì đang mùa thay lông nên lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện 100% đâu. Con này thì các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh mấy ngày, nó quen nhà quen cửa là em nó cũng sẽ nổ liền nhé. Căng lên đủ lửa thì nó sẽ hót mùa rất chí là mạnh cho tất cả các bác nhà mình luôn đấy. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này là mã số 3877, cái phí hiện tại của con này là 1,8 triệu nhé. Tiếp theo là một em khựu bạc mã mang mã số 3878. Con này thì rất là vip luôn đấy các bác ạ. Một chú chim tuy rằng đang thay lông nhưng mà cái tổ chất của con này thì thôi rồi luôn. Hai tách mã trắng kìa. Con này có hai tách mã trắng to bự phồng lên cho bà lửa như hai cục bông gòn luôn. Đầu mặt thì giữ chim thối rồi luôn. Con này là mũa đuôi mũa cạnh nhá. Tuy rằng thì cái lông đuôi nó đang ra lại được một chút xíu thôi, nhưng mà chỉ cần nhìn vào cái lông đuôi thì mình sẽ biết được cái bản đuôi như thế nào các bác ạ. Con này mà nếu như ra đủ cái lông đuôi á thì bản đuôi sẽ xòe to luôn, xòe rất chí là to bự cho tất cả các bác nhé. Và căng lên đủ lửa, con này sẽ ra bản cánh khá rồng nữa đấy. Một chú chim cơ, các bác thấy không ạ? Trời ơi, con này mà căng lên đủ lửa thì phải nói là nhức nách luôn đấy.
Bác nào mà muốn chơi cái dòng chim VIP trong tương lai thì không nên bỏ lỡ qua con này nhé. Tại vì con này thì tương lai sẽ rất chi là ngon lành đấy. Còn hiện tại thì nhìn sẽ chưa được thật đẹp đâu. Tại vì là hiện tại nó đang thay lông đuôi, đang thay mấy cọng lông cạnh nữa. Cho nên nhìn sẽ chưa được thật đẹp nhé. Nhưng mà chơi chim là mình chơi lâu dài, chơi cái tương lai, chứ đâu phải là mình chơi cái hiện tại đâu. Cho nên cái lông lá thì không có nhằm nhò gì đâu các bác ạ. Các bác cứ mạnh dạn bắt con này về cho em Tài nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài lên nhé. Chim thì bồ khá và không có tật lỗi gì hết đâu. Con này múa đuôi, múa cánh bản, đuôi xòe ra, cánh rồng, đầu mặt dữ tợn, mã to, yếm đầm. Ở trên cái mũi thì có bị chây nhẹ một chút ít nhé. Bác nào bắt con này thì có liên hệ em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí hiện tại của con này là 2 triệu 1 nhé. 2 triệu 1 chim đang thay lông là giá đấy đấy. Còn mà con này sống lông là phải trên 3 triệu đấy. Bác nào nhánh tay thì còn, mà chầm tay thì sẽ mất đấy các bác ạ. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này thì quá tuyệt vời để cho tất cả các bác về chăm luôn đấy. Tiếp theo là một em khựu bạc mã mang mã số 3879. Con này thì họ thấy mau mọ đảo nhiều dòng hay cực kỳ cho tất cả các bác luôn nhé. Một chú chim này nhìn cái tướng tả cực kỳ đẹp luôn. Chim bồ khá to, tướng cao cầu dài đòn, nhìn cho tí đất trường chim họt mũ bản đuối xòe. Và con này thì họ rất chí là máu mỏ liền mồm, chất dòng hay cho tất cả các bác luôn nhé. Các bác hãy nhìn vào quả yếm rồi tách mã của con này nhé. Con này thì lúc họt lên á, hai cái mã của nó phồng lên to bừ luôn. Những chú chim họt phồng mã to bừ như vậy á, thì không có nhiều đâu nhé. Không phải con nào nó họt cùng phồng mã đâu các bác ạ. Cho nên những chú chim như vậy thì cũng không có nhiều đâu. Với lại các bác nhìn thật kỹ vào quả yếm của con này. Con này có một quả yếm phải nói là cực đỉnh luôn. Quả yếm là bản to, bó rất chín rất tròn đều và đen đầm cực kỳ, bản yếm xấu này. Các bác nhìn quả yếm có mấy không ạ? Quả yếm như vậy cũng không có nhiều đâu. Lâu lâu mới có một con quả yếm đẹp mà mã phong dữ bừ như vậy đấy. Chim thì có bị chây một chút ít ở trên mũi nhé. Con này thì đầu mặt dữ tợn thối rồi luôn, tượng cáo rạo, cho nên lúc mà hót á thì nhìn cái tượng tả của nó rất là đẹp luôn. Con này mà căng lên thì sẽ hót múa cực kỳ mạnh cho tất cả các bác nhé. Chim được cái liên mồm lè mỏ cực kỳ luôn. Bác nào ở gần thì có thể ghé xem trực tiếp cho tiền nhé. Ghé xem một phát thôi là sẽ mê liền đấy. Còn bác nào ở xa thì em ta sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bạn như mình nhé. Một chú chim họt rất chí là hay, họt mau mồm lè mỏ mà tổ chất thì cực kỳ luôn. Mã đẹp, yếm đẹp, càng nhìn vào cái tách mã với quả yếm thì lại càng mê luôn. Với lại dạng hình nữa, cao ráo trường chim cực kỳ nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bạn. Cái phí hiện tại của con này là 2 triệu 2 thôi, để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Bác nào nhanh tay tuyển con này về với đội của mình á, thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Và cuối cùng là một em khựu bạc mã mang mã số 3880. Con này thì phải nói là siêu VIP luôn các bác ạ. Một chú chim họt mua đuôi cạnh bản cạnh giá hết bản đài bàng cho tất cả các bác luôn nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 2 tháng rồi đấy. Và con này thì các bác xách lông nhẹ nhàng ok hết rồi nhé. Được cái con này họt thật chí là mau mỏ liền mồm. Chim đá số giờ nào cũng chơi được hết đấy. Bác nào mà ghé xem trực tiếp thì cũng thấy nó họt chơi luôn nhé. Con này thì họt solo cũng tốt, họt đậu cũng rất chí là tốt luôn. Cái video này là video hót đậu đấy các bác ạ. À, các bác có nhìn thấy có chim phía sau không ạ? Chú chim phía sau đang mũ sao đấy, và nó sẽ đậu với con này nhé. Con này thì hót đậu cực kỳ tốt luôn, bản cảnh giá cực kỳ rồng, bản đuôi xòe mềm cho tất cả các bác nhé. Một chú chim tổ chất cực kỳ luôn. Với là cái tượng tả của con này thì cũng rất là đẹp, chim bồ to đẹp, tượng tả cao cầu trường chim. Con này thì hót hay mau mỏ đào rồng kẹo các kiểu, và có cả rồng gần giống như là rồng bắt cốt trọi cột luôn đấy. Nó gần rõ nét luôn rồi đấy các bác ạ. Con này thì các bác bắt về sẽ không có chê được đâu. Tại vì một chú chim tổ chất toàn diện luôn, về dạng hình cũng rất chí là đẹp,
Về tổ chất thì cũng không có chế được vào đâu luôn nhé. Chiếm thì em tài đã nuôi được một thời gian cho nên cũng đã tương đối tĩnh lòng, về các bác cũng sẽ cực kỳ dễ chơi luôn đấy. Bác nào mà muốn chơi những cái dòng chiếm xíu vịt như vậy thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Con này thì phải nói là quá tuyệt vời để cho tất cả các bác về gọt luôn rồi. Chiếm thì không có tật lỗi gì hết đâu nhé. Em tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 3 triệu 6 nhé, 3 triệu 600 nghìn để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Không dễ gì kiếm được một chú chim như vậy đâu, và ở chỗ em tài mới có giá này nhé. Còn ở chỗ khác con này là phải 4 triệu lật ngược đấy, không có rưỡi đâu. Bác nào nhanh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Tại vì em tài giao lưu cái phí 3 triệu 6 thì em tài đã có lời rồi, cho nên em tài bán thôi để dành cái lồng này để nhốt con khác nhé. Tại vì kiếm em tài nhiều lắm, nhiều nhất miền Nam, miền Trung cũng không có nhiều như em tài đâu. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Hôm nay thì em tài lại tiếp tục lên được 8 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể rất là chi tiết trong từng video rồi nhé. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em tài, số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin cảm ơn tất cả các bác trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành, luôn luôn ủng hộ cho dòng chiếm cảnh hay là cho hàng cảm của bên em tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.